Thì giờ chị có quen chị chửi. Mà nãy giờ mình chưa có chửi gì nó. Nãy giờ mình chưa có chửi gì nó. Rồi sao nè, chị Đan nói cái gì kỳ vậy ta? Nói chung là chị Đan nói cũng đúng, nhưng mà hôm nay chị Đan kiểu chị Đan này ở Bình Dương rồi các bạn ơi. Hello mọi người nha, thì hôm qua thì mình có đăng một cái video nói về Gum và Tèo nha mọi người. Thì hôm qua thì mình chỉ nghe mọi người nói thôi, mình cũng chưa biết lắm. Hôm nay thì mình mới vào xem video của chị Gum và coi thử coi chị Gum nói gì cái bữa giờ mình chúng ta xảy ra nha các bạn. Để coi thử như thế nào nha mọi người. Để coi chị Gum nói gì đây. Hello mọi người, lại là mình Bắp Bò Gum đây. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Không biết là mọi người đi học về chưa nè. Thì trước khi mà mình kể cho mọi người nghe thì mình muốn mọi người biết rằng là đây không phải là video troll nha. Không có phải là video troll nha các bạn ơi. Bởi vì mỗi lần mà chị Gum nó mà troll á thì giận giỡn lắm. Nhanh cũng giọng cũng không có phải như vậy mọi người. Đây giọng trầm hơn mọi người ạ. Đợi xem như nào tiếp nha mọi người ơi. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ kể cho mọi người nghe. Thì tuần vừa rồi mình với Tèo thì đã cãi nhau và cũng rất là ít nói chuyện luôn. Tuy nhiên đó là nếu mà cứ giận nhau hoài sẽ rất là buồn đúng không mọi người? Cho nên là mình đã chủ động để làm lành với Tèo. Thì mình đã nghĩ ra một ý định, đó là mình đã đột nhập vô nick của Tèo để troll Tèo mọi người. Thì dù sao mình thấy chủ đề này cũng được một số bạn rất là quan tâm và cũng yêu cầu mình làm rất là nhiều lần, làm phần 2 rồi và trước đó thì mình cũng có làm phần 1 đó. Thế cho nên là mình cũng đã quyết định bắt tay vô và làm luôn video và mình đã vô nick của Tèo rồi. Tới đây là mình hiểu rồi các bạn, tới đây mình hiểu luôn là chị Gum kiểu định làm video troll các bạn, để làm video troll Tèo á và đăng nhập vào trụ Tèo. Và nếu mình nhớ không nhầm, cái phe này là chị Gum sẽ gặp kiểu như phát hiện ra một cái điều gì đấy có vẻ là không vui cho chị Gum lắm nha. Đây, đợi mình coi thử như thế nào, có phải đúng không nha mọi người. Rồi, và để cho Tèo thì mình cũng không quên là mình sẽ xóa những cái tin nhắn mà mình đã gửi quà lấy trộm quà của Tèo nha. Và rồi đây là lúc mà mọi chuyện bắt đầu này mọi người, thì mình đã thấy được là Tèo đã nhắn tin cho một bạn nữ nào đó tên là Josie. Đây. Mỗi lần tặng quà là chị Gum xóa rồi ta. Ok, nhưng mà đợi mình xem thử coi như thế nào nha. Thì mới vào thấy Josie Uber chồng hết vàng, tối chồng N, tối chồng gì tao quên rồi. Chắc là chị Gum kiểu như tặng xong, troll xong rồi xóa phần thư để cho anh Tèo không bị phát hiện các bạn ơi. Đấy, đỡ tưởng mình bị cái gì đó bê lê bê lê bê lê. Nhưng mà ai ngờ thì chị Gum phát hiện cái bạn Josie này các bạn ơi. Ok, đỡ coi tiếp nha, nó có gì hấp dẫn không nha. Tuy nhiên đó thì những cái dòng tin nhắn này là mình thực sự sốc luôn mọi người, bởi vì Tèo gọi cái bạn nữ đó là vợ. Đừng nhắn tin nick này, nhỡ đâu Gum vào anh nói rồi mà. Đó thì cái bạn Josie này mình không thực sự không biết bạn ấy là ai hết mọi người. Lúc này mình đang rất là hoang mang luôn á. On đọc tin nhắn anh qua nick kia nha, gửi kết bạn nick kia luôn nha vợ. Thì lúc này mình cũng đặt ra một câu hỏi là chẳng lẽ Tèo lại có một nick nào khác mà giấu mình hay sao trời. Và không chỉ vậy thì Tèo còn tặng thêm vàng cho bạn ấy. Và trên đây thì Tèo cũng có nói nè là chồng hết vàng rồi, tối chồng nạp gói đồ cho vợ chọn trước đi. Lúc này mình thực sự rất là hoang mang, mình không có thể nào mà bấm vô cái nick bạn này được, bởi vì từ sau hồi cập nhật mấy tuần trước các mọi người thì mình không có thể bấm vào được. Và một phần nữa là tên của bạn nữ kia dùng ký tự đặc biệt đó, cho nên là mình đã không có thể nào mà bấm tìm tên của bạn ấy được. Và lúc sau thì mình đã nhờ đến sự trợ giúp của một số bạn bè của mình thì mình cũng đã tìm được bạn nữ đó rồi. Mình đã mong rằng là Tèo đang troll mình, nhưng mà thực ra không phải mọi người, và đây sẽ là sự thật nha. Vì khi mà mình xem cái ảnh của bạn nữ đó thì mình biết chắc chắn là sự thật rồi, bởi vì là trước đây mình đã từng biết đến bạn ấy rồi á. Và lúc... Cái gì? Trước đây mình cũng đã biết tới bạn ấy hả? Cũng có khi đấy các bạn. Ok, thôi xem tiếp nha mọi người. Trước thì mình cũng đã nghĩ rằng là bạn ấy có tình cảm với Tèo, bởi vì ngày đó thì mình cũng chơi với bạn ấy một thời gian đó, tầm khoảng 1-2 tháng thôi mọi người. Nhưng mà bạn ấy đã chủ động hủy kết bạn với mình á. À, lúc trước thì có chơi gì cũng có chơi với bạn Yoshi à, nhưng mà bạn Yoshi có vẻ là không thích Gum đấy, và bạn Yoshi không muốn liên lạc nói chuyện với Gum nữa đấy, chuyển sang nói chuyện với Tèo. ok, hiểu rồi. Rồi mình bạn ấy thích Tèo thì đâu có nói làm gì, nhưng mà đằng này Tèo cũng thích lại bạn ấy rồi. Tèo cũng thích lại bạn ấy hả? Đó rồi, Tèo báo quá Tèo ơi, anh Tèo báo quá. Được rồi, và lúc này thì mình đã thay đồ lại cho Tèo như ban đầu, và mình sẽ đăng xuất khỏi cái nick này, sẽ không bao giờ mà mình quay trở lại cái nick này nữa nha. Gửi T, cảm ơn T, vì khoảng thời gian dù có thế nào đi nữa, ít ra chúng ta cũng từng vui vẻ. Ảo thật đấy. Giờ không muốn trách Tèo, nhưng T đã lừa dối Gum à Gum. Lần cuối nhắc đến T, Tèo. Chúc T hạnh phúc mà. Chúc T có nhiều đứa nó tên T lắm nha chị Gum ơi. Nó hiểu lầm ấy. Nhưng mà đây là nhắc tới Tèo thôi.
Ở đây là cái đoạn video nói chung là kỷ niệm của chị Gum và anh Tèo. Đấy, tới thôi mọi người. Và chúng ta xem đỡ coi cái video tiếp theo của chị Gum như thế nào đây. Thì clip này thì chị Gum có gặp bạn Yoshi đỡ và có đỡ coi nó cái gì nha các bạn ơi. Mấy ngày nay thực ra mình cũng rất là tức giận luôn á. Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh như mình thì chắc chắn cũng tức giận. Vậy mà bây giờ bạn ấy còn... Không, trong hoàn cảnh của em nếu mà mình trong hoàn cảnh chị Gum mà chắc không có đâu rồi. Bởi vì mình có ai đâu mà để mà tức giận các bạn. Bây giờ mình không cần biết là ai tán ai hết á. Nhưng mình và Tèo đang quen nhau thì tự nhiên bạn với Tèo lại lén lút sau lưng mình. Tại sao không chia tay mình rồi quen bạn cho đàng hoàng mà phải làm như vậy? Đã người ta thích sự lén lút mà chị Gum kêu như thế. Nói chung cũng hơi khó cho anh Tèo nhá. Nói chung anh Tèo cũng báo thiệt sơ. Ok thôi, nói chung là cũng hơi báo đấy. Nhưng Tèo nói yêu em hơn. Thực sự là mình đã muốn quên đi rồi. Nhưng mà nghe bà ấy kể những cái chuyện như vậy thì mình thấy thực sự rất là đau lòng luôn á. Thôi mình không muốn nói về chuyện này nữa đâu. Mình đã nói chuyện với bạn này quá lâu rồi. Bây giờ mình không thể mà tiếp tục được nữa. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mình thì vẫn ổn thôi à. Lúc này thì mình đang định không quan tâm đến bạn ấy nữa. Nhưng mà bạn ấy vẫn nhắc lại cái chuyện đó là nói fan mình xin lỗi đi. Chị cũng có lỗi. Nói thế chịu rồi à, xin lỗi được chưa? Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Xin lỗi được chưa? Ok, đây là video của Dan Momo. Thì Dan Momo có gặp anh Tèo đợt và đợt. Và chị Dan có hỏi là tại sao Tèo lại đối xử với Gum như vậy. Đợt coi anh Tèo nói gì nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vào vấn đề chính nè. Chị chỉ hỏi em có đúng một câu thôi, hãy trả lời cho thành thật. Rồi, một câu nha chị. Chị Dan, nhớ là một câu thôi nha. Để mình xem rồi coi mấy câu nha. Em lại lừa dối Gum. Trả lời đi. Bởi vì tự nhiên cái mình đứng đây mình nhìn cái mặt này mình thấy ghét của mọi người. Mình nhìn và mình thấy cái mặt đúng ghét luôn. Ủa? Mặt đúng ghét hả? Cái mặt người ta, cái mặt con, cái nhân vật game của Play Together nè. Nếu mà chị ghét, chị ghét con nhân vật này rồi chị ghét Play Together. Cái đây là con nhân vật của game có bạn à. Mà chứ chính ra con nhân vật của game nó cũng bình thường à. Anh cái con nhân vật của chị Dan không biết cái là đang quạo các bạn ạ. À, còn nhân vật, còn cái mặt nhân vật của anh Tèo là đang Ủa gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đó, vậy, được rồi. Được rồi, tiếp nha mọi người. Em không biết nói sao. Ừ đúng rồi mọi người, cái con người bắt cả hai tay á. Cái con người mà có người này còn yêu người khác á. Cái đồ phản bội thì bây giờ biết nói sao đây, quên. Cái quá rồi mà. Nên đâu có biết lý do tại sao đâu. Lý do đơn giản đó là vì là con người xấu xa. Con người có thể mà thích đi lừa gạt người khác vậy thôi. Thế nói đi, đã lừa dối Gum bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ trả lời câu đó trước đi. Sương, một tháng rưỡi à? Ủa, vậy là trái tim nó chia làm hai ngăn mọi người. Ngăn thứ nhất là để chứa Gum, ngăn thứ hai là để chứa con nhỏ trà xanh. Lừa dối con nhà người ta, bảo là vợ yêu, rồi yêu đương, đồ tổ chức đám cưới giả gì lâm hết. Lúc nào cũng vợ chồng. Ủa, có đám cưới giả là hả mọi người? Ủa, có luôn hả? Sao mình không biết vậy ta? Sao mình tối cổ hả mọi người ơi? Ủa có luôn hả chị Dan? Ủa chị Dan bữa giờ chưa kể cho mình biết các bạn ạ. Giờ mình biết các bạn ơi. Chồng ngọt xót, xong rồi sau lưng người ta đi gọi vợ chồng với một cái con nhỏ khác. Rồi vợ chồng chồng với con nhỏ khác tặng quà cho con nhỏ khác. Trời ơi, nghe mắc ói quá. Ồ mắc ói. Chị Dan nói mắc ói kìa. Chị Dan mắc ói, đừng có ói nha mọi người. Đang quay clip đó, đừng ói nha mọi người. Chị Dan ơi. Mắc nghe mắc ói mà đừng ói nha chị Dan. Sống tốt lên, sống đẹp lên, ai chửi. Sống như đấy xã hội giờ người ta chửi thì kêu là em mệt mỏi lắm rồi. Mọi người nghe tức không mọi người? Em không cố ý đâu chị. Mình không cố ý đâu, mình chỉ cố tình thôi. Tự nhiên nó đi bắt cả hai tay, nó kêu nó không cố ý. Mình đoán trước, ai ngờ cố tình thiệt các bạn ạ. Không hiểu, mình không hề xem trước cái này, đoạn này mọi người, không hề luôn. Em đúng là cái đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi. Em kêu em không cố ý. Em không cố ý có nghĩa là em được phép yêu hai người. Nếu chị mà biết em là cái loại người mà sống khốn nạn như thế, chị hả chẳng xa em từ lâu rồi. Nó hỏi mình đó là chị hẹn em vào đây để nghe chị chửi à? Đúng rồi đó. Không phải, thật ra đúng rồi đó, không phải. Rốt cuộc là đúng, rốt cuộc là có chửi không chị Đa? Để mình nghe lại câu đấy nha mọi người. Được. Nó hỏi mình đó là chị hẹn em vào đây để nghe chị chửi à? Đúng rồi đó, không phải. Đúng rồi đó, không phải. Ảo thật đấy. Là sao chị Đan? Chị Đan ấy, đúng cuộc là có chửi hay không mọi người? Đúng rồi đó, không phải là vừa chửi vừa không chửi các bạn ạ. Mô lý thật chứ. Thế chị hỏi em không trả lời được cái câu hỏi thì chị chửi là đúng rồi. Chị hỏi em là tại sao em lại phản bội, em không trả lời được. Thì giờ chị có quyền chị chửi.
Mà nãy giờ mình chưa có chửi gì nó. Nãy giờ mình chưa có chửi gì nó. Thôi sao nè, chị Đan nói cái gì kỳ vậy ta? Nói chung là chị Đan nói cũng đúng, nhưng mà hôm nay chị Đan kiểu chị Đan này ở Bình Dương rồi các bạn ơi. Ok, còn tiếp. Nha, nãy giờ mình chưa hề chửi câu nào mà nặng nề đó, mình nói toàn là sự thật thôi. Mình chả thèm gặp nó làm gì, không có đứa này thì yêu đứa khác đúng không? Việc gì mình phải buồn, việc gì mình phải suy nghĩ về một cái thằng mà nó đểu đúng không? Bây giờ con trai đầy, chỗ trai đẹp đầy. Ui, kinh nhé, hiểu biết thế. Chưa bao giờ mình nói nặng lời với ai đâu, mọi người coi video. Chưa nha, chưa bao giờ chị đã nói nặng lời nha mọi người. Chị đó chị nói nhẹ lời thôi chứ không có nặng nha. Chả bao giờ nói nặng lời với ai, nhiều khi người ta chửi mình luôn á, mà mình cũng chưa nặng lời với người ta đó. Tính ra nãy giờ anh Tèo đâu cũng đâu có chửi chị Đa, mà chị Đa anh chửi chứ ta. Chị Đa anh chửi mà không thấy mặt trăng mặt trời, không thấy cái vũ trụ, cái trái đất nào ở đây. Chửi mà không thấy ánh sáng cho anh Tèo nhìn luôn mà. Ok bạn ơi, thì câu chuyện là như vậy mọi người, nó rất chi là cảm lạnh các bạn ạ. À, thật sự là mọi người ạ. Nói chung là cũng khá là báo cho anh Tèo nhờ. Anh Tèo báo quá mọi người ơi. Ok, chắc bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Thì mong là chị Cơm cũng sẽ không có gì hết mọi người ơi. Đấy. Ok ba mọi người nha, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.